trời chú ơi, tê người bả rồi. Mãi nghiêng qua rồi. Cái cây này cũng non mùa ha. Mà cái này tầm cao. Đó, hai cây này tầm cao ha. Nên có lẽ cho em đập cái chậu ra thì đó nha. Tại vì tầm cao mình nếu nó lỡ mà nó bể phân á là cái cây mình nó xuống mất sức nha, nó xuống cây luôn á. Nên thôi mình kỹ một tí mình sẽ đập bỏ cái chậu đi. Cái chậu nó cũng không có nhiều tiền nhưng mà cái cây mình nó nhiều tiền hơn thì chắc ăn thôi, để mình đập cái chậu luôn ha. Kéo kéo cái này xích qua bển ha. Ủa. Kéo cái này ra mới để chậu lên được. Rồi, dưới. Rồi được rồi, để chậu lên. Lót cái lưới đi nè. Thay qua chậu luôn. Cắt cái lưới à, nãy. Lấy cái lưới xanh á. Kéo luôn nè. Sửa chi cạnh ra hết nè. Nên nè. Dùng lưới lót lên những cái lỗ bự như thế nha, cắt cái lỗ này thôi, cắt khoảng này là mình để gọn thôi, không cần dài. Rồi. Đấy, 28 ngàn. Xiên lại, lấy lưới mùng. Ăn bao cho cái lưới này luôn. Cắt miếng miếng lưới trắng hay gì đâu đẳng. Để tên nữa cái này. Đỡ gọt rồi. Hạn chế cái lỗ lớn nha, không để lỗ bự quá cái phân mình nó mình tưới nó mau bả mau rọt xuống cái lỗ đó, cây mình nó dễ bị tống á. Mới có tạo nụ thôi cả nhà, những cây non mùa nó tạo nụ chậm hơn ha, chậm hơn những cái cây già mùa thì nó lên nụ rất là mau. Cây này thì nghĩ cái một phần nửa cái chậu lên thì nó ăn bó ha, mình sợ cái khúc dưới á, khúc dưới nó sẽ ăn chưa hết phân á. Nè, những cái rễ cám này nè ha, rễ cám bên đây này nó bó nè, vàng tươi ha. Đó, nhưng mà sợ ở dưới á, khúc dưới nó ăn chưa hết, mà mình thay mình lỡ cái bể phân ở dưới thì cây nó yếu á. Khúc lưới thôi à. Đuôi là lỗ này thấy lớn rồi nha, nên lỗ nó 6 phần 5-6 phần ha, là cái lưới là đập cái bụng vòng cái bụng từ từ đều hết thế này, đập như nó mới tức nó mới hở. Những cái lớn này có thể tưa nắng ráo nhưng mà tại vì sáng nó cái làm cái tranh thủ luôn ha, nhưng mà đập càng ráo nó càng tốt cả nha. Càng ráo thì cái bầu phân của mình nó không có bể đâu. Đập lấy kìm cái kìm này nè bạn ơi, cắt cái miệng cái dây chì á, kêu mình lấy cây kèm, ra kêu mình lấy cái búa, cái kèm ở trên nhà đây nè, trên cái bậc thềm bên này, bên đây trong nhà nè, tiệm đường lên á, chỗ kéo á. Từ từ mình đập ra ha, chắc ăn ha, chứ để phần nó không có ráo mà lỡ mình gỡ lên cái nó đứt một khúc cái là cây mình nó suy yếu. Nó qua bên đây cắt bên đây nè, cắt dây chì miệng bên đây nè, cắt nha. Dưới đó lót vào cái đó. Ê, từ dính cây nó xong. Dưới này bị nắng. Không có lót ba cái thang đá. Trước lót ba thang đá dưới nhỉ. Dễ nó ra cũng
đều ha. Còn cái buổi sáng nó còn ướt, cái cây mình sợ đó, sợ nó sẽ nhướng lại ha, dịnh cái nha. Nãy giờ cũng làm hơi nặng ha, không có quay cho cô chú anh chị mình xem. Cũng thay luôn cái xù này ha cả nhà, thay luôn cái xù, thay qua cái chậu, chậu cái chân ha. Ok, xù này nó cành nó nhạo nha cả nhà, xù nó. Thì sau khi mình thay chậu xong đó, mình có chỉ dừa ha, để mình lắp lên trên. Đó, mình lắp lên trên để khi mình tưới đó, cái thời gian đầu mình tưới nó không có bay phân ha, nó mình giữ được cái lớp bề mặt phân mình mới thay đó, mình giữ được cái bề mặt đó thì cái cây mình nó không bị xói, dễ nó ra mau, nó phải bám lên trên trước ha. Cái cặp hồng này ở mấy trên đó, thì thời gian mình tưới dưỡng đó thì cái cây mình nó sẽ mau bắt rễ ha. Còn nếu mà lỡ mình không có tủ á, mình tưới nhớ kỹ á, vơ cho nó ướt đều qua cái đi, mình tưới từ từ xuống. Còn cái này thì mình tưới đều đều qua luôn ha, không cần thiết là nãy mình tưới nước nhiều đâu. Thì mình canh nước, thời gian đầu này mình canh nước, mình giữ nước cho thiệt là kỹ ha, cho nó vừa ráo ráo để cái rễ cám nó sẽ mau bắt lên. Đó, thì sau khi mình thay xong đó nha, thì em sẽ tưới Riumin cộng dưỡng nha. Đó, tưới khoảng 2 đợt nha, 7 ngày 8 ngày mình tưới một lần, tưới 2 đợt thôi cộng hai đó lại thôi chứ không cần tưới phân hộp nha. Thời gian đầu tiên mình thay chậu này không có tưới phân hộp đâu, cây mình nó dễ bị sốc phân, nó động rễ ha, động rễ nó mình tưới phân thì cái cây mình những rễ cám á nó sẽ dễ bị thối rễ cám ha. Nên có thể mình tưới dưỡng Riumin thôi. Thì khoảng 7 ngày 8 ngày mình tưới một lần, mình tưới 2 cử. Thì mỗi lần tưới mình cứ xả nước thật là nhiều nha cả nhà. Tưới xong, ví dụ chiều tưới sáng 8 9 giờ ngày sau thì mình sẽ xả nước nhiều để cho cái bầu phân mình nó đọt như cái trấu dừa mới đó, nó không bị nấm nha. Này cũng được thay một số cây ha, cẩn thận nha cả nhà. Thì cô chú anh chị mình ha, nhớ là cẩn thận những cái cây nào mình nghi ngờ nó chưa ăn hết phân thì nên mình đặt chậu cho nó an toàn. Còn nếu mà để mình ý ha, mình rút ra luôn thì bộ phân mình sẽ bể để nó đứt cái khúc ở dưới đó, thì cây rất là nguy hiểm ha, nó dễ bị úng rễ lắm, tại vì đứt phân thì nó động rễ nên cái cây nó sẽ xuống mất sức rất là nhiều. Đó, thì cẩn thận để mình bỏ luôn cái chậu cho nó sẽ tốt hơn nha. Cái chậu có mấy chục ngàn thôi nhưng mà cái cây mình nó phát triển tốt là được nha cả nhà. Thầy dễ thương cả nhà. Không tàn đều. Rồi ha, thì cũng đã thay một số cây xong hết hết cả nhà. Cây này cây tứ quý nha, tứ quý nè, hoành khoảng 40 rồi, cốt lớn rồi, mới sửa xong. Đó thì hôm nay ha, cũng sẵn dịp đây thì quay chia sẻ cho cô chú anh chị mình cái cách thay chậu ha. Thì cảm ơn cô chú anh chị mình thì trong thời gian qua ha, rất là vui. Thì cô chú anh chị mình cũng quan tâm những clip của em thì để mà mình chia sẻ những cái kinh nghiệm nha cả nhà, để những cái kinh nghiệm để cho cái cây mình nó phát triển tốt hơn. Thì một lần nữa ha, rất cảm ơn cô chú anh chị mình đã bỏ thời gian xem qua những cái clip trong thời gian qua của em. Thì hôm nay cũng làm clip ngắn thôi để chia sẻ cho cô chú anh chị mình ha. Thì hiện tại nếu mà cây nào mà mình cảm thấy hết phân ngăn thì mình thay được thì mình sẽ thay qua cái chậu đẹp luôn để Tết mình chơi, hoặc là có thể là mình sẽ trụ thêm lên một lớp ha, một lớp trấu sơ dừa và chỉ dừa mình bỏ lên cho cái cây mình nó bắt để nó lên nụ đẹp luôn. Rồi thì em cũng xin kết thúc video tại đây ha, hẹn gặp lại cô chú anh chị mình những cái video tiếp theo nha. Dạ, xin mến chào ạ.